Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên 6 lĩnh vực trọng tâm. 6 lĩnh vực và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai cải cách hành chính, gồm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với cơ cấu lại và nâng cao năng lực thực thi của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường văn hóa công sở, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đối với người dân, doanh nghiệp. Triển khai các biện pháp tăng thu giảm chi thường xuyên, chống tiêu cực tham nhũng trong việc sử dụng tài chính công. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, đặc biệt là tập trung triển khai đề án 06. Để làm được điều này, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực địa bàn được giao, chủ động triển khai các hiệu quả kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 của tỉnh, ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, kiến nghị bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành.